Xin chào thầy và các bạn. Em là Trần Thị Hương, em xin đại diện gồm 3 người là Lê Đình Dân, Trần Thị Hương và Huỳnh Thị Mỹ Trang làm video nói về quá trình nghiên cứu của nhóm. Thì trong quá trình nghiên cứu của nhóm thì bọn em nhận cái nguồn dữ liệu tên là Khai Evolution. Thì trong cái nguồn dữ liệu này thì bao gồm 6 thuộc tính và class lớp thì có 4 lớp và em xin giới thiệu các bước như sau. Thì bước thứ nhất là em cài đặt cái webcam lên. Thì đã cài xong cái webcam phiên bản mới nhất. Thì để chạy được webcam này thì cần phải Java SDK phiên bản 1.8. thì em khởi động cái webcam lên, sau đó em download dữ liệu thì vào đây, vào cái đường link này để download dữ liệu. Em chọn cái dữ liệu là Khai Evolution. Trong này em sẽ download vào cái data folder. Trong này có 3 file thì em chỉ lấy cái file Khai Data thôi. Bây giờ em sử dụng cái Khai Data này. Và đầu tiên em sẽ mở cái Excel lên. Sau đó em mở cái Khai Data này vào định dạng của Notepad và copy toàn bộ, copy và ghi lên vào đây. Đây là dữ liệu, đây là recall, nó có 1.007 cái recall. Sau đấy em sẽ chọn tách dữ liệu, có nghĩa là vào data, tách cột, tách to column. Ok, ở đây em chọn là tách bằng phẩy. Thì ở đây tách được tất cả các cột như thế này, tất cả các cột như thế này. Ở đây thì có 4 thuộc tính, xin lỗi, 6 thuộc tính. Thì yêu cầu là cần phải thêm cái cột đầu tiên của này cho thuộc tính. Thì ở đây sẽ có 6 cái thuộc tính. Thì em sẽ copy 6 thuộc tính của đây. Thì nếu như mà không copy cái này vào, thì không điền cái cột này vào thì khi đưa vào webcam thì dữ liệu sẽ hỏng. Ở chỗ này chúng ta phải thêm cái tên của attribute vào đây. Trong quá trình làm thì bên em còn gặp một vấn đề nhỏ, gặp một vấn đề nữa, đó là webcam sẽ không nhận được cái trường hay cái cột này, bởi vì cái cột đo và cột position này có các thuộc tính và cái value của nó là vừa kiểu số vừa kiểu text, cho nên là bắt buộc em phải chuyển kiểu số sang text. Thì em đã thử chuyển sang kiểu text, đưa sang kiểu text và lưu lại ở dưới cái đuôi set về. Bây giờ em đưa set về CSV để em đặt desktop, đặt tên là
chấp nhận, cụ thể là khi em mở lại hai phòng sinh viên, khi em mở lại cái phần thì dữ liệu vẫn là kiểu số, thì khi để em đưa vào cái dữ liệu mở vào file thì nó sẽ bị mất. Cụ thể nó mất như sau. Đây, đo thì chỗ này bị mất, và có lỗi ở đây, đo và question bị mất dữ liệu. Vì vậy cho nên là nhà em có một cái giải pháp chuyển hết tất cả những số 2 thành chữ 2, số 3 thành 3, số 4 thành 4. Thế đấy có 3 cái value như vậy thôi, 2, 3, 4. Thay thế toàn bộ số 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, kiểm tra lại thì chúng tôi đã hiển thị đủ dữ liệu rồi, 2, 3, 4 và 5 mục. Đây là hiển thị đủ dữ liệu, và question cũng hiển thị đủ dữ liệu. Thì đó là một khó khăn khi mà bên nhóm em làm học tập, từ cái lúc đầu đưa vào thì không biết lỗi do đâu mà không thấy được các cái thuật toán, giống như thuật toán chi này sẽ ẩn hết, sẽ không hiển thị ra. Thì ra đó là cũng một khó khăn làm cho cái tiến độ bị chậm đi. Còn đây là dữ liệu cho từng cái thuộc tính, thuộc tính nó hiển thị ra này. Thì đây là cái biểu đồ này đó của bộ lớp. Thì tiếp tục sẽ chọn phân lớp classify. Thì đầu tiên là nhóm em sẽ chọn thuật toán chi, chọn cái phân lớp tạm thời hay là chọn tất cả đều bằng 100% để tiền so sánh. Sau đó nhấn start thì nhìn vào cái biểu đồ như các bạn kết quả thì chúng ta cũng sẽ thấy là nó tùy với lúc nãy tốc độ lần thứ nhất nó sẽ build cái chi này nó sẽ chậm hơn là 0.07 second. Build lần 2, build lần 3 thì tốc độ sẽ nhanh hơn, tăng cái tốc độ này, tăng tốc độ, tức là cái việc học sẽ nhanh hơn, đó, tăng lần nữa thì sẽ tăng lên, bởi vì cái thời gian thì sẽ giảm đi, tốc độ sẽ nhanh hơn. Nếu làm tiếp tục lần nữa thì thời gian học sẽ giảm, cho nên trong báo cáo cái chỗ này chọn cái lần học thì đổi ngay và độ chính xác là 90%, và có thể xem được cây của nó. Cây thì đầu tiên là sẽ phải đưa cây, xong rồi thì đến sẽ duyệt vào, và cái này là kết quả. Có thể di chuyển cây chuột để xem. Thì vùng cái này xảy ra xác suất nhiều nhất. Okay. Rồi tiếp tục để chọn tiếp cái thuật toán thứ hai, thuật toán pair, line pair. Thì line pair cũng chọn cái này 70% để tiền so sánh. Thì cái line pair thì tốc độ sẽ lấy hơn, tốc độ mà để xử lý line pair. Bây giờ thì để build model nó mất khoảng 0.1 giây, và thời gian để tính toán và test để chạy nó sẽ chia thành hai giai đoạn, thì nó sẽ cần trả lần nữa sẽ nhanh hơn. Bao giờ cũng thế, trả lần thứ hai sẽ các ngày sau sẽ nhanh hơn là thứ nhất trên cùng một dữ liệu, và
Độ chính xác thì chỉ được hơn 8% thôi, thấp hơn so với thuật toán G48G. Tiếp tục một cái so sánh thêm một cái thuật toán mới của thuật toán dựa trên lớp của lập phương, để em tạm thời chọn cái G cũng chọn 70%. Thì theo dõi cái tổng kết thì ta thấy là thời gian để lưu vô đồ nó tận 1.32 giây, và thời gian để học thì test cái phim vô đồ trên thấy là không được, nó chạy tiếp gần nữa nên nhanh hơn, nhưng mà vẫn là chậm hơn rất là nhiều so với hai cái giải thuật trước. Độ chính xác thì thấp hơn 80%. Thì so sánh ba cái giải thuật thì ta thấy là chi phí dành cho cái tri mặc dù là chậm hơn một chút so với Nike Base, nhưng mà độ chính xác là cao hơn. Thì đây là đánh giá là cái G48 là tốt hơn. G-Zip thì là tồi nhất, tồi hơn trong ba cái loại thuật này, vừa tốc độ vừa chậm và độ chính xác thấp hơn. Thứ đó chính là toàn bộ những quá trình nhỏ em phân tích dữ liệu học và sử dụng cái phần mềm của sẵn rất cao. Sau này sẽ được làm việc nhiều trong vấn đề khai phá dữ liệu, và thay mặt cả chân thành cảm ơn thầy đã hỗ trợ và dạy và chia sẻ rất nhiều kiến thức quý báu, rất nhiều kiến thức thú vị. Em xin cảm ơn thầy rất là nhiều.